Bảo Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến mọi người đó là sản phẩm nấm lim xanh nhà em. Mọi người có thể nhìn thấy ạ. Như mọi người cũng đã thấy là nấm lim xanh thì có công dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị những cái bệnh như ung thư, ung bướu rất là tốt. Và đây cũng chính là những cái bài thuốc rất hữu hiệu đối với sức khỏe đó ạ. Thì sản phẩm nhà em thì được giao hàng trên toàn quốc. Nếu như mọi người quan tâm có thể để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp để em có thể tư vấn. Em xin cảm ơn tất cả mọi người.